Bỏ máy. Nâng đầu cung. Cho nó thấp ngang mặt bàn. Cho nó vừa chạm vô mặt bàn một chút. Sau đó sẽ nâng cái trục tép lên khoảng 1 ly. Dùng cái nem cạc kiểm tra xem cái đầu phun nó có chạm vô mặt bàn chưa. Để đầu phun vừa chạm vô mặt bàn, cách mặt bàn khoảng một tờ giấy. Đó, kéo đầu phun về hai cạnh mặt bàn, kiểm tra xem khoảng cách giữa cái đầu phun với mặt bàn ở hai bên cạnh cách bằng khoảng bằng nhau. Nếu mà đầu phun với khoảng cách giữa đầu phun với mặt bàn không bằng nhau thì chúng ta có thể xoay hai cái trục lại, trục bên trái và bên phải, để làm sao cho đầu phun cách mặt bàn khoảng sau khi đầu phun đã cân bằng với nhau từ bên trái qua bên phải thì chúng ta sẽ cho đầu phun về vị trí hòm bằng cách nhấn vô đây. Thì ở đây có cái công tắc hành trình, khi mà đèn công tắc hành trình mà sáng lên á, tức là cái đầu phun nó đã về vị trí hòm. Kiểm tra cái đầu phun xem có chạm mặt bàn hay không. Tắt motor đi. Sau đó di chuyển cái đầu phun. Nếu mà thấy đầu phun mà quá sát so với mặt bàn á, thì chúng ta sẽ chỉnh cái công tắc hành trình này. Ở đây có một cái con ốc. Đây có một cái con ốc để mà tăng đưa cái công tắc hành trình, thì chúng ta có thể nâng cái công tắc hành trình này lên hoặc là hạ nó xuống bằng cách vặn vô con ốc ở đây, dùng cái khóa vặn vô, vặn đến khi nào mà công tắc hành trình được nâng lên một khoảng thì chúng ta sẽ cho đầu phun về hòm tiếp theo. Rồi chúng ta kiểm tra nếu mà đầu phun vừa cách cái mặt bàn bằng một cái khoảng cách đều nhau ở tất cả bốn góc. Đó, như chúng ta thấy thì bốn góc. Ở bốn góc cái đầu phun nó cách cái mặt bàn một khoảng đều nhau. Vậy thì cái mặt bàn đã cân. Nếu mà trong trường hợp á, bàn mặt bàn không cân á, thì chúng ta có thể chỉnh bốn con ốc ở bốn cái góc ở cái mặt bàn ở đây. Chúng ta bóp nhẹ vô và có thể chỉnh bằng tay tăng giảm để làm sao cho cái đầu phun nó cách mặt bàn bốn góc đều khoảng cách
đều nhau. Sau đó chúng ta dùng chức năng auto home để đầu phun trở về home. Sau khi đầu phun về home rồi thì chúng ta sẽ tắt motor đi, tắt vô menu cái stepper, sau đó kiểm tra lại lần nữa thì thấy đầu phun ở bốn góc mặt bàn có khoảng cách đều nhau. Rồi như vậy là mặt bàn đã được cân xong.